Của Hen khoảng tầm 250 bình. Review chiếc bình hot nhất hiện nay đó là gùi nước về làng. Bà con ở đây là ngày xưa hay đeo gùi và có những cái chai nước ở đằng sau, nhưng mà bây giờ là mình tặng cái bình này rồi thì chỉ cần là gùi ở đằng sau với cái bình nước này rất 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 tiện luôn. Còn cái bình mà tròn tròn để đi lấy á, chỗ hơi nguy hiểm tại vì nó tròn nó khó bỏ lên xe. Còn cái này thì bề ngang á, nên mọi người bỏ nó thẳng đứng trên xe cũng được, hoặc là gùi ra đằng sau cũng được. Đeo vừa tập luyện thể dục thể thao mà vừa đeo cái bình này tập luyện thể thao mà cũng ổn cho cái vai của mình, lại đeo hai bên luôn, cắm một cái ống đi qua đi lại đủ một ngày 20 lít. Sẽ đi lấy nước. Trước tiên kéo cái tay lên cái bụng, kéo bấm ra, rồi sau đó đưa cái tay ra cái vai, kéo xuống nhẹ nhàng, kéo xuống nhẹ nhàng, đặt hai cái tay ra đằng sau, rồi chuyển góc, rồi bỏ xuống, rồi mở nắp ra, vặn nhẹ thôi một cách kêu xa. Đấy. Đó. Nước ra thì mình nhớ giữ thăng bằng như thế này để bình nước không có lắc. Cầm hai cái tay nhẹ nhàng lắc. Đó, tại vì cái bình này mới mình phải xúc bình. Đặt cái bình xuống. Rồi với tư thế hồi nãy luôn. Kéo bình nước xuống. Đặt rảnh mà, tạo dáng với nắp. Beauty kem mà rửa mặt. Đấy. Vẫn chờ đợi mình làm dáng khác, dáng thưởng thức nước chẳng hạn. Mở vòi nước trong cái hình thái sang chảnh. Đấy. Uống nước. Chuyển góc nghiêng, tại vì để góc trước thì bị chai mặt. Chuyển góc nghiêng. Uống. Nhìn vô ống kính. Đấy, được một tấm hình. Cũng nhiều tấm hình rồi. Rót nước vẫn chưa đầy. Quay qua đây tiếp. Vẫn ngó nghiêng. Tâm sự. Nhìn vòi nước, tạo dáng cùng vòi nước. Tạo dáng cùng vui. Nước rất ngon, chị muốn uống ực cho hết đó. Đây là một sự truyền cảm hứng của gùi nước dành cho người uống. Tới lúc này mình có thể sử dụng phong cách mà gùi nước, đó là để lên đùi. Hơi nặng thì chuyển qua bên này. Bỏ tay vô, bỏ ra như thế này, đeo vô. Xong. Hơi nặng nhưng mà ổn. Để nắp lại. Rồi đi về. Mang nước về cho mẹ. Mình tới nhà rồi thì mình bỏ hai chiếc dép lại. Đó, tạo một hình thái nhẹ nhàng. Bước lên từng thang một. Nhớ sử dụng góc nghiêng và nhìn mắt nhìn xuống. Hoặc nhìn lên đều có hình đẹp. Đó, mình lên, mình xoay người. Để lấy được một góc bên này. Mình xoay tiếp góc bên này. Đây con mang nước về cho mẹ. Có nghe không em biết? Đây con tặng Tết năm nay con làm ăn thất bát quá. Con chỉ có gửi nước này tặng cho mẹ. Mẹ bảo nặng để con giữ cho. Đấy tặng quà mị. Dạ nước này. Đấy nước này sẽ giúp mẹ khỏe. Mẹ chụp hình đàng hoàng mẹ. Đâu có bạ được bạ đấy chụp hình. Đây món quà Tết năm nay mình tặng cho mẹ.
chia sẻ về nguồn nước của buôn của hen. Mọi người có thói quen đó là sử dụng nước mà ở suối để mà uống á. Nhưng mà ví dụ suối thì là thấp ở dưới ha, nhưng mà ở trên là mọi người trồng cây, ví dụ như là cây cà phê hay làm nông nghiệp ở trên á, mọi người phun thuốc trừ sâu hay là thuốc diệt cỏ hay là thuốc gì đó, nhiều thứ thuốc khác nhau, đại khái là ảnh hưởng rất là nhiều đến cái nguồn nước mà bà con sử dụng ở sau đó. Đó là một cái điều mà hen thấy rất là thương cho buôn của hen. Có rất là nhiều, tức là đây là gùi nước về làng là một dự án mà rất là tâm huyết. Thành ra là gùi trao hồi trước, nhưng mà sẽ có dự án nước sạch, lọc nước sạch. Đó, nói về dự án một xíu như vậy thôi, thì sắp tới thì hen sẽ tham gia với Acid rất nhiều dự án khác để đi trao cả giếng nước và gùi nước cho bà con luôn. Và với gùi nước này cho buôn thì mọi người sẽ đến lấy nước một cách tiện hơn và ít sử dụng những cái chai nhựa nhỏ, để mọi người có thể dùng cái chai lớn này để sử dụng và chứa nước. Thì với cái nguồn nước thì rất là tiện luôn. Thì hôm nay trao khoảng tầm, tổng cộng là cho buôn của hen là khoảng tầm 250 bình. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người đang lấy là chưa tới số lượng đó, vẫn còn, tại vì ngày mùa này là mùa hái tiêu, thành ra là mọi người đang đi hái tiêu chưa có chạy về thì ai tới thì mình sẽ cho tiếp. Vâng, đó là chia sẻ về buổi ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã xem video cũng như là livestream ngày hôm nay, và chia sẻ ngắn gọn là như vậy. Một lần nữa cảm ơn cả nhà đã theo dõi video cũng như là ủng hộ các dự án của Vinacapital Foundation cũng như là Acid trong thời gian tới, để các anh chị có thể làm rất nhiều dự án khác nhau để hỗ trợ, giúp đỡ ở các buôn làng, ở các vùng đất vùng sâu vùng xa mà thiếu nước, hay là các dự án xã hội khác. Tất cả những cái dự án xã hội hiển nhiên là mong muốn mang những điều tốt đẹp và hỗ trợ cho người dân. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể, nếu mà chúng ta không có thời gian để góp công sức của mình, chúng ta có thể góp tiền bạc. Thì đó là một cái điều rất là vui cho các dự án. Xin chào thọ giặc. Mấy cái sẽ ế. Đang là nó giỏ mà đi không. Rồi.